Ngày 15 tháng 10, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 869, quân của triều đình Đường chiếm được Bành Thành, kết thúc biến loạn của các binh sĩ Từ Châu, tức ngày Tân Dậu, 7 tháng 9 năm Kỷ Sửu. Năm 1582, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Liên bang Ba Lan, Litva và nhiều quốc gia Ý trở thành các quốc gia đầu tiên thay thế lịch Julius bằng lịch Gregory. Năm 1894, trong vụ Dreyfus, Alfred Dreyfus, một pháo thủ gốc Do Thái trong quân đội Pháp, bị bắt giữ bất công vì tội mưu phản. Năm 1923, Nguyễn An Ninh đọc bài diễn thuyết L'Idéal de la Jeunesse en Amis bằng tiếng Pháp, thường được dịch là Cao vọng của thanh niên An Nam, tại Hội khuyến học Nam Kỳ, kêu gọi lý tưởng thanh niên Việt Nam đối với vận mệnh nước nhà. Năm 1949, Hiệp định Hợp nhất Tripura có hiệu lực, Tripura gia nhập Liên bang Ấn Độ. Năm 1951, khánh thành E Việt Nam. Năm 1956, thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 1956, Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất được khai mạc tại Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội, gồm 420 đại biểu chính thức, 300 đại biểu dự thính trong và ngoài nước, miền Nam và miền Bắc, có cả đại biểu Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới tham gia. Năm 1967, tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi được khánh thành tại Volgograd, Liên Xô, là tượng cao nhất thế giới tại thời điểm đó. Năm 1990, nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông nhằm làm dịu đi căng thẳng trong chiến tranh lạnh và mở cửa đất nước. Năm 2003, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phóng lên Thần Châu 5, chuyến bay vũ trụ đầu tiên có người lái của nước này, chở phi hành gia Dương Lợi Vĩ. Năm 2006, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam được khánh thành tại Hà Nội sau gần 2 năm xây dựng.